Dạ chú bác, chào anh em. Nay tiếp tục lên Ít Đồ giới thiệu chú bác anh em nha. Ai cần gì liên hệ em nha. Chú ý trước là đối với chú bác anh em lần đầu mua hàng á, thì em không có chip code nha. Tính toán trước giùm em. Từ 300 ngàn trở lên em bao ship nha. À, lưu ý là em sẽ ưu tiên cho chú anh em nào chuyển khoản ngay nha. Đầu tiên em giới thiệu chú anh em cái combo tôi dít hồ lô của Vietcell nha. Vietcell Japan á, thì nó bao gồm 5 cây á, 5 cây này còn đẹp hết nha. Hai cây nhỏ nè. Hai nhỏ này là PH1 với lại trừ này chắc cũng trừ 4 á. PH1 với trừ 4 ha. Vỏ còn liền lạc nè chú anh em. Mũi dít rồi còn hàng xài lướt hả? Hàng xài lướt rồi nha. Mũi dít dẹp. Nó dài tầm tấc 7 tấc 8 chú anh em. Ha. Hai cây. Rồi hai cái này là PS2 với lại từ này chắc từ 5 á. PS2 từ 5 á. Mũi còn đẹp nha. Cạnh kiếp rồi còn liền lạc hết á. Vỏ cán cũng còn liền lạc hết nha. Cái này dài tầm hơn 2 tấc á, 2 tấc. Rồi một cái dài, cái dít PS2 dài nha. Cái này cũng xài lướt thôi. Mũi còn đẹp. Cán còn đẹp hết nha. Cái này thì cái mũi nó không là gần 2 tấc à, cái này dài 2 tấc rưỡi á. Cái này dài 2 tấc rưỡi nha. Dài 2 tấc rưỡi. Cái dài này mình dặn nó lực lắm. Cho mình dặn ở trong mấy cái vị trí chặt hẹp nữa ha. Đó thì bán combo 5 cái dít nè, 5 dít hồ lô nữa. Ở số nó là 0401 nha, giá 380 ngàn. Thứ hai là em bán cây tôi dít. Tôi dít cho cái tôi dít dít tự động á, dít tự động dít nhấn á chú anh em. Rồi mình nhấn á, mình chỉ cần cầm cái cán này mình nhấn nè. Mình nhấn rồi nó xoay ha. Nó xoay cái mũi nè. Cái này còn đẹp, cái này của Vietcell nha. Cái này của Vietcell nè. Vietcell Japan nè. Cái này còn sáng đẹp. Cán gỗ. Lại ba mũi á, ba mũi là một mũi là PH1, mũi này là mũi PH1 nè, xài lướt á, cạnh còn xài tốt. Rồi một mũi PH2 á, cạnh còn đều đặn hết. Lại một mũi trừ này chắc trừ 4 nè, mũi trừ 4 nè. Đây mình tháo lắp mũi này chú anh em, mình kéo cái này xuống nè, kéo cái nền này xuống á, lấy ra thì mình lắp vô thì mình canh cái nút ruồi nè, nút ruồi đỏ này ngay cái khớp nè, nó có cái khớp nè đó, mình đút vô thôi đó, ở trong nó có một cái lưỡi gà nó chặn ngang cái khớp đó, nó dính lại ha. Cái này còn cái này nó xài lướt á. Cái này mình mở ra nó 3 tấc nha. Mở ra 3 tấc. Chưa tính mũi ha. Nó thu lại nè chú anh em. Thu lại mình dặn cái vòng này nè. Dặn về trái nha. Dặn về trái là khóa lại ha. Khóa lại rồi mình dặn bình thường nè. Đó, mình dặn bình thường. Đảo chiều lên xuống ha. Lên xuống đảo chiều ở giữa thì nó khóa cứng luôn.
ở giữa là khóa cứng nha, mình dặn cứng nha. Rồi cái vít. Cái vít này mã số 0402, giá 200.000. Em chọn cái combo vít gốc hẹp nè chú bác nè. Nó gồm hai cái mũi, hai cái set này ha. Set khẩu 1/4, đó là set mũi vít. Đây cái tay vít dặn gốc hẹp nè. Tay vít này không có thương hiệu nha. Tay vít đảo chiều nè ha. Đảo chiều. Đây cái nấm nhựa này là nó đậy cái đầu khẩu 1/4. Khi mình dặn vít á thì mình dùng cái này để mình dặn mồi nè ha. Dặn mồi nè. Nó đảo chiều. Dặn mồi ha. Còn khi mình xài khẩu thì mình rút nó ra. À, lắp khẩu vô đây. Lắp khẩu vô ha. Không xài nữa thì mình để vô. Ở đây nó có một set đầu khẩu, khẩu 1/4 nè. Nó gồm các số nè. 6, 7, 8, 10, 12, 13 ha. Set này chưa có xài. Đó. Rồi một set mũi vít nè. Mũi vít thì đây nó có pH 1, pH 2, pH 3, -3, -5, -6. Rồi lục giác. Lục giác từ lục giác 3, lục giác 4, lục giác 5, lục giác 6 ha. Set này cũng chưa xài ha. Chưa xài. Chạm mũi nè. Mũi pH 1 có xài nè. Rồi mình lắp vô đây để mình dặn ở trong mấy góc hẹp chú bác nè. Mình không có đưa cái cây tu vít dài vô được thì mình lắp vô đây ha. Mình dặn ha. Dặn. Thì cán này nó dài tầm tấc à. Rồi đó, combo này ha. Mã số của nó là 0403 nha. Giá 200.000 luôn. Đây kìm mở khoe chú anh em. Kìm mở khoe cái này của top nha. Top lên như đây là nó bay nè. Top nè. Nó mở khoe trong khoe ngoài luôn. Nó mở được khoe trong khoe ngoài luôn nha. Cái mũi này tầm không tới 1 ly nữa. Không tới 1 ly ha. Cái mũi ngoài nó to nè. Ở ngoài nó to để mà mình đút vô khoe nó giữ lại nó không bị tuột khoe ha. Thì hiện tại mình để như vậy là nó mở khoe trong nè. Còn mình muốn mở khoe ngoài thì mình dặn dặn ra. Dặn ra ở đây nó có hai lỗ nè, thì mình lắp vào lỗ bên đây. Đó giờ là mình bóp là nó sẽ banh ra nè ha. Giờ mình bóp nó banh ra nè. Đó. Một cây mình xài được khoe trong khoe ngoài, khoe ngoài luôn ha. Tiện. Một cây 1/2 cây rồi. Cây này dài tấc rưỡi nha. Tấc rưỡi. Rồi cái này mã số là 0404 á, giá 150 chú anh em. 0404 150. Tiếp theo là một cây kềm cắt cúc dây điện ha. Cây này của Vietcell á. Xe Japan á, cây này còn khá là mới nha, nên nó cắt được các đoạn dây này chú anh coi, chú bác anh em coi ha, quá, đây lưỡi cắt, lưỡi cắt còn đẹp ha, cây này còn đẹp, ngoài nó có răng kẹp nữa, kẹp để bẻ, để dây điện, cắt còn ngọt. Đây con dây này là dây hai chấm nè. Dây mình đi bóng đèn gia đình nên quá nha. Cắt cái ngọt ha. Hai chấm thì cút lỗ này.
đúng rồi đó, xuống nó vừa đi luôn á, xúc vô hai chấm rồi chú anh em. Xúc vừa đi luôn ha, cắt rất là ngọt, cây này còn rất là đẹp nha, rất là mới luôn. Có khóa cây dài tầm tấc rưỡi nha, tấc rưỡi. Cái này mã số 0405 giá 150 luôn. Tiếp theo em bán cặp kèm á, cặp kèm này của Tibit nè ha, Tibit một cây kèm nhọn với lại một cây kèm cắt cốt, kèm cắt luôn, kèm cắt là lít ở lít trước á, cái vỏ nó bị tét á, giờ em thay cái vỏ mới nè, thay cái vỏ mới của nó nè ha, em lấy của cái cây khác em bỏ qua ha, Tibit cho Ben ha. Vỏ này nói chung vì cái vỏ này nó để lên nó cách điện 10.000 won đó, để cách điện 10.000 won đó. Nhưng mà thấy nó cũng còn khá liên lạc á, có nước đây xíu à, nước đây xíu à, mà để em không có bảo đảm gì điện nha. Mọi cái kim nhọn nha, kim nhọn vỏ cũng khá liên lạc nè, nó cũng bị nứt đây xíu nè ha, cũng cách điện 10.000 won nè. Chi biết trên vỏ có để giao ben, vỏ để giao ben nè, nhọn có lò xo, nó lỗi cắt còn đẹp, cắt này cắt có một lỗ tốt ha. Cút dây đi bóng đèn rồi chú anh em, cắt tốt quá. Rồi cái kim nhọn, cái kim nhọn cũng còn cắt tốt quá. Thì hai cái này nó dài tầm 16 năm thôi chú anh em, 16 năm ha. Đó. Cái này thì răng còn, cây kìm nhọn răng còn đều hết á, nó còn đều đặn hết, ngoại hình còn đẹp, hai cái này còn đẹp nữa. Hai cái này là mã số là 0406 á, giá 250 nha. Tiếp theo là một cây kèm kìm điện á, cây này của cây ba, cây ba ha, vỏ vỏ còn đẹp còn liên lạc đó, kèm còn đẹp nha, lưỡi cắt không nhâm không mẻ, cái này dài cũng tầm 16 năm á, 16 hơn á. Tốt quá. Rồi cái này mã số 0407 200.000 cây hoa. Thế em bán cặp kìm này ha, cây kìm nhọn dài 16 năm á, cây này của Fujitaka, cây này là thép đen nha, thép đen nó đen mù à, cây này còn mới chưa xài á, vỏ còn liền lạc á, cắn cá chút đỉnh thôi. Rồi một cây kèm của Hero á, 175 à, hình tiếp á, vỏ này vỏ dày á, vỏ này còn cách điện tốt nè. Cây kim điện này nó dài là 18 năm nè, kim nhọn thì dài 16 hơn ha, lưỡi cắt thì còn nguyên trạng luôn, cắn kẹp thì cũng có cắn cá chút đỉnh, cắn kẹp thì nó cũng cắn cá chút đỉnh với dài dấu ha, dấu
xíu xíu à. Vỏ thì còn liền lạc hết, vỏ còn liền lạc. Kèm thì thép đen, cây này còn mới tinh nè, này da nhiệt nè. Rồi kèm của Hero nè, Hero nữa, có rổ nhẹ đây xíu, rổ đây xíu à. Vỏ thì còn nguyên trạng, có răng kẹp ở trong đây, răng kẹp ở trong lửa chắc, lửa chắc còn nguyên, răng kẹp cũng còn nguyên. Tốt, rồi hai cái này mã số 0408 á, giá 300.000. Tiếp theo là một cây kềm của mặt queo á, kềm này kềm cổ á, nó có bấm cốt nè, có cốt dây điện nè ha. Kềm này xây lớn á, xây cũng x8 x9 nha. Queo ở đây có chữ nhật nè ha, cây này cũng còn khá đẹp, vỏ còn liền lạc á, vỏ cách điện tốt nha. Nó răng kẹp cũng còn đều đặn hết, lưỡi cắt nè, không nhâm không mẻ ha, tốt dây. Cắt rất là ngọt ha. Còn cây này mã số 0409 đó, giá 300.000. Tụi em là về cây cắt con của Sato ha, Sato Japan. Cắt con thẳng ha, con Sato. Cái này nó có khóa, khóa đây ha, cái có lò xo nè, lò xo để cái lưỡi nó luôn mở ha, hay lưỡi chú bác nè, lưỡi còn đẹp, lưỡi cực kỳ dày luôn ha, lưỡi dày 5-6 ly á, 6 ly á. Cộng lực, cắt con cộng lực ha, vỏ đó. Vỏ thì ở đuôi đó, ở đuôi nó có bị lủng, còn ở trên thì còn nguyên hiện. Tấm toàn lột nhà chứ quá anh em, về cũng 5-6 gem vậy ha, cắt rất là ngọt nha. Cắt rất là ngọt, rất là lực. Cây này dài 2.3 ha, phần lửa cắt nó được 4 phân nha, có quá. Rồi cây này mã số 0410, giá 250.000. Theo cây cắt con xéo á, cắt con xéo, cây này của em MKK á, MKK Japan á, thép đen, khóa rồi đầy đủ ha. Đây lưỡi nó, lưỡi nó da nhiệt nè chú anh em thấy không, da nhiệt nè, lưỡi cắt đó, đây cũng vậy nè, trấn da nhiệt nè, lưỡi còn cắt ngon, cắt đẹp. Cái này mình cắt về nó
tay cầm nó nhỉnh lên trên đó, mình cắt cái tấm mấy tôm nó không có bị sóc cho tay mình ha. Khóa đầy đủ, tay cầm có cao su dày liền lạc hết á. Cái này dài 2,5 tấc á, phần lưỡi cắt là 6,5 phân. Cái này mã số 0411, giá 200 ngàn. Đây là một cây kìm mổ quạ, kìm mổ quạ kẹp nhanh là tức là mình chỉ cần đưa vô mình kẹp thôi, bất kể cái vật liệu cần kẹp là bao nhiêu ha. Ví dụ như cái cây đục này chẳng hạn đó, mình kẹp mỏng này thì mình cứ đưa vô mình kẹp đó, mình kẹp là nó sẽ gài ha, nó sẽ gài cái lưỡi gà đây nè, nó gài cứng luôn ha. Rồi khúc bự này cũng vậy, đưa vô kẹp thôi, nhỏ bự vừa không cần điều chỉnh á, chỉ đưa vô kẹp á, nó tự động khóa ha. Cái này cũng Mỹ á, made in USA á, còn khá là đẹp. Răng nó chứ quá nè, răng nó gồm bao gồm 4 lá thép á, nó tán lại nhau hả, răng còn đều đặn hết á. Mấy cái thép của Mỹ này, mấy cái mỏ quạ này nó cứng lắm. Cái này nó dài tấc 7 nha, dài tấc 7 á. Rồi cái đó mã số 0412, giá 300 ngàn. Tiếp theo là cây mỏ lốt thép đen. Cây này cũng của Fujitaka nè chú anh em, giống như cây kìm mũi nhọn nè, 200 ml hàng chip á, thép đen á. Cây này còn mới á, chưa có xài luôn, mà xài lướt á, 200 ml. Cho lắc nhẹ đó nha, nhằm bên trong đó chú anh em, còn nguyên á, 200 ml nó mở được cái này nó mở tới 26 ly chú anh em, 26 ly ha. Cây này không tì vết luôn á, có xài lướt à, xài lướt à. Rồi cái này mã số 0413 ha, giá 200 ngàn. Em bán cặp mỏ lốt của Ritz ha, cặp mỏ lốt của Ritz, cây 12 inch, cây 8 inch ha, Ritz ha, Correct leo thép đen ha. Ritz ha, made in USA ha, cây 8 inch là 200 ml á, cây 200 ml, cây 300 ml. Cái 200 ml luôn. Cái này còn đẹp. Cái này còn đẹp quá trời đẹp luôn. Cái rô lắc nhẹ. Mấy cây rít rít thường là nó hay rô lắc nha chú anh em. Ngầm đây. Mười ly này nó mở cũng được 26 ly ha, 26 ly.
Rồi cây 300 ml, 12 inch nữa. Này hàng tu tầm chú nè. Hàng xài lướt à. Đây có dấu cứa nè. Cứa lận gì nữa. Chúng tôi lắc nhẹ đó, ngầm đó, còn nguyên trạng rồi chú đó nè. Cái 300 ml này nó mở được 35 ly á, mở được 35 ly. Cầm này em bán cho á, nên tôi cầm nha. Cầm này mã số 0414, giá 1,2 triệu. Tiếp theo là em bán combo luôn, 3 cây của Craftman đó. 3 cây. Cây 6 inch, cây 8 inch và cây 10 inch. Craftman đó. Và cây này cũng mới xài chắc cũng được 1 lần quá. Craftman đó, của ta nha. Cây 6 inch là 150 ml chú anh em. Forest in giữa tay á. Hàng xài lướt á. Không có bị chốc xi gì hết. Cây Craftman này thiết kế cái chỗ này nó thấy nó nhọn hơn ta, chỗ này nó mở to lắm. Bên trong nó cây 6 inch này có xài lướt rồi chú anh nè, có xài lướt đó. Cây 6 inch này nó mở được 20 ly nè, 20 ly á. Cây 8 inch nè. Cây 8 inch này là như chưa có xài. Mồi ghét nó còn nguyên mà. Chưa lắc nhẹ thôi nha. Chưa xài học xài lướt á. Tấm bên này nó mở được tới 27 ly rồi. Mở được 27 ly luôn ha. 27 ly, 27, 28 ly á. À, 200 ml ha. Rồi cây 2,5 tấc nè, Forest dưới đây ha, 10 inch. Cái này cũng gần như là chưa có xài luôn ha, còn mới tinh luôn á. Cây này là đúng là chưa xài luôn nè, không có dấu luôn ha. 10 inch này nó mở 10 này nó mở 33 ly, 33 ly á. Rồi 3 cây, 6 inch, 8 inch, 10 inch nha. Con 2, con 3, con 4.
Rồi ba cây này, mã số 0415, giá 1.400.000. Em bán hai cái hộp đục mỹ nghệ ha. Này cũng xài lướt nha chú bác nè. Đây. Đó, đục mỹ nghệ của Nhật nha. Đây hàng xài lướt rồi chú bác nè. Xài lướt rồi hả? Đây có viên đá nè, viên đá mài. Đây còn tem nhãn gì nữa. Đây cái đục này là đục đục tròn nè. Tròn nè. Rồi cái đục đục bằng nè. Cái đây thấy cái này chưa có xài. Cái bộ này chưa có xài luôn, cái đục xéo nè. Xéo á. Rồi cái đục đục dũm nhỏ nè. Dũm nhỏ xíu nè ha. Tầm 3 ly à. Rồi một cây đục 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 vuông á, vuông nè. Năm cây này làm như chưa có xài luôn nè, chưa có dấu đóng luôn. Đây có viên đá nhỏ, viên đá để mài ha, viên đá này mịn lắm. Hộp này có cấn mẻ bể nứt em dán keo lại nghe chú bác anh em. Hộp này kiểu đựng cho có thôi ha. Ra ben. Rồi để em đo. Chiều dài nữa. Cái dài nguyên cây là 17 phân rưỡi á. Phần lưỡi của nó là phần lưỡi nó 2 phân 7 á, lưỡi dài 2 phân 7 á. Đựng hộp nhỏ nè. Hộp nhỏ này 6 cây ha. Cũng có viên đá nè. Viên đá này viên đá bằng. Có mẻ nè. Sáu cây này thì chỉ có một cây bằng này nè. Cây mũi bằng này nè là có xài nè. Đây có dấu đóng nè. Còn lại 5 cây này chưa có xài luôn. 5 cây này cũng mũi xéo nè. Còn đang phùi luôn ha. Mũi xéo. Rồi mũi dũm nhỏ nè. Mũi mũi vuông nè. Mũi vuông này ha. Rồi mũi dũm lớn nè. Ở đây nó có một cái mũi dùi. Mũi nhọn á. Nha 5 cây ha. 6 cây. Cài viên đá nữa. Ken. Cái cây nhỏ này thì nó dài tấc tư ha. Cái phần mũi nó là 2.5 tấc nha. Đó, 2.5 phân ha. Rồi em bán hai hộp này luôn. 0416 á. 0416 giá 250.000. Tiếp theo là một cái quả dội á. Quả dội. Cái dội này của Tajima nè. Đó, Tajima. Đó. Có 500 nè chú bác anh em. Có 500 hít để chú anh em làm bên sắt đó thì mình hít vô sắt ha. Cái dây này dài khoảng 4.5 m nha. Dây dài khoảng 4.5 m. Rồi cái quả này là nó nặng 400g á. 420g á. Quả này nè. Nặng 420g á. Cái quả này nó bằng cái gì ở trong nó đỏ đỏ chú bác anh em. Ở ngoài nó si á, mà ở trong nó đỏ đỏ nè.
không biết bằng cái gì, nhưng mà nó vẫn có tự tính nha, vẫn hết 500. Đây nó có cái mũi cao su nữa, đậy lại ha. Rồi có mấy cái vòng để hạn chế va đập á. Tajima. Ở đây có cái mũi này, chú anh em làm bên gỗ thì mình đóng vô gỗ ha. Đóng vô gỗ. Nó còn khá là đẹp, khá là mới ha. Đó thì ngoài ra thì ở đây nó có cái này để chỉnh cái độ cứng của dây á, độ nặng nhẹ mình kéo dây á. Và hiện tại là nó đang chỉ về 0.4 nè, là nó nhẹ ha. Còn mình điều chỉnh lên 0.7, 1.0 thì nó sẽ nặng dần lên. Mình điều chỉnh thì ở bên đây, mặt bên đây là mình ấn vô cái này. Ấn vô đây ha. Ấn vô đây thì nó sẽ lồi lên nè. Nó lồi lên đó rồi mình mình xoay. Nó lồi lên rồi mình xoay ha. Mình xoay cái dấu này nè. Về 0.7 thì nó cứng hơn chút. 1.0 thì nó cứng hơn chút ha. Ha. Rồi con dội này 0.417 á, 0.417 giá 250. Các em có con dao cạo á. Dao cạo hồi sữa hồi xưa á. Dao cạo con dao này của anh nha chú bác nè. Con dao này của anh nha. À, lưỡi nó nè. Cách đen á. Lưỡi còn đẹp nha. Lưỡi cách đen. Còn bén lắm, cạo đứt á. Cái tay cầm này nhựa dẻo á. Tay cầm nhựa dẻo. Theo thương hiệu. Cái này thì cái phần lưỡi lưỡi cạo nó là khoảng gần 7 phân á. Cái bản lưỡi của nó cũng phân 8 nè. Đó. Đây nhựa ha, nhựa. Còn liền lạc hết luôn, nhựa dẻo chứ anh em. Nhựa dẻo giống như là mấy cái bửng xe rim á. Em có liếc sơ á, liếc sơ lại nó cũng khá bén rồi. Khá là bén à. Giấy báo nè. Giờ chú bác em muốn bán nữa có thể mài thêm á. Cái này chốt bằng đồng thau á. Mỏng dính luôn rồi chú bác nè. Mỏng á. Mỏng dính nè. Ăn sưu tầm để co rồi chơi ha. Gấp lại. Ở cái này mã số 0418 á, giá 400 nè. Theo cái côn của thụy sĩ á, côn đa năng á, ở đây nó có bốn côn. Đây là một cái lưỡi cưa ha, cái này là nó có cái chụp bảo vệ này chú bác anh em, gõ trên đây nè. Lưỡi cưa ha, cực kỳ bén nha chú anh em.
cây này còn mới tinh nè, rồi cua hộp nè, rồi cải cắt rồi các thứ nữa ha, cây này còn mới tinh nè, cái nóc đó nè, nóc nó được bảo vệ lưỡi cưa ha. Đại loại cây tôn này tôn lớn á, tôn lớn lưỡi cưa rồi lưỡi dao, ủa lưỡi cưa lưỡi dao, lưỡi dao nó ha, dao còn mới tinh nè. Cái tôi nóc á, Woodland á, stainless. Lưỡi dao còn mới tinh nữa. Dao này dao dài nha, lưỡi dao dài nha chú anh nè. Cái lưỡi này dài 7 phân rưỡi luôn nè. Nó dài nguyên nguyên con tới 8 phân rưỡi á, nó dài nguyên lưỡi 8 phân rưỡi nè. Mới tinh nè. Rồi bên đây nó có cái khu xăm banh nè. Cái xăm banh á, với lại một cái lưỡi, lưỡi này không biết lưỡi gì nữa, chẳng biết lưỡi gì nữa, do hả, lưỡi do, lưỡi dao á, mà nó quát mép vậy đó, còn mới tin nè, vỏ nhựa á, vỏ còn liền lạ hết luôn. Xếp loại là nó dài gần tấc mốt á, xếp loại dài gần tấc mốt. Rồi con này là mã số 0419 á, giá 500.000. Cây búa, búa này giống búa đập đá, không biết chắc đập đá nè, nó làm ấy rất là chắc chắn quá anh em. Chút niêm á, chút niêm thép á, rồi hai cái móc nè, hai cái móc nè, tán luôn, dặn ống dít chứ tán lại luôn ha, tán xuyên qua cán luôn. Chắc đập đá quá, đập đây có dấu tà tà trên đầu này một xíu, nó nặng có 4 lạng 2 à, nặng 4 lạng 2 hả, dài có 2 tấc 2 à, cái đầu búa vuông nè, vuông này là vuông 2/8 á, 2/8 vuông á, thì dài đầu búa tầm 7 phân. Đây có thương hiệu gì nè chú anh em, Eco gì nè, màu màu đó, đóng mấy cái mọc màu màu đó, Eco rồi gì đó, màu màu đó. Nhìn độc quá. Rồi cái búa này mã số 0420 á, giá 250. Tiếp theo là một cái cây búa đóng đinh nhổ đinh ha, cái này của thằng Đốc Du nè, Đốc Du nè ha, đầu trâu á, chữ gì đây, nó đầu bằng ha, cây này chưa có xài, cái chưa có xài ha, thằng nhổ đinh, thằng nguyên hiện, hơi ố ố chú anh em, hơi ố ố thôi. Cán này còn liền lạc, cán còn mới tinh. Cái này nặng 3 lạng 4 á, nặng 3 lạng 4. Cái dài cũng khoảng 3 tấc. Cái đầu búa này, đường kính đầu búa này tầm 2 phân rưỡi á.
Dài đầu búa tắc mốt á, tắc mốt. Tẹp. Rồi mã số 0421 giá 200.000. Tem bán combo ha, một cái tay vặn nha, với lại một cái cần tự động á. Cần tự động của Hero á. Hero. Hero Tool á, hàng nội địa. Vít cổ nha. 12 ly 7. Chrome Vanadium. Cái này còn đẹp. Với lại một cái cần vặn á, cần vặn cần gù nè. Cái này thì của Tool ơi. Con này zip Saben á, còn sáng đẹp. Cái cần con này nó dài 2.8, 2.9 đó, 2.9. Có lỗ để chú anh em xỏ cái tia ngang để mình dặn á, dặn cho nó mạnh á. Đầu nó còn mới tin nữa. Được go. Nặng. Cái cần này cái phi nó phi nó tới 1.5 phân á, 15 ly á. Rồi cái cần cần 1/2 á, 12 ly 7 của Hero ha, còn đẹp, khá đẹp, chạy chỗ chút đỉnh á, đầu khẩu á. Còn máy tinh á, cây này là 40 răng nha chú anh em, 40 răng ha, đảo chiều trên đây 40 răng nha. 40 răng thì mình có thể dặn ở trong mấy cái vị trí chật hẹp á. Nếu bình thường thì cái mấy cây mà 32 răng á thì mỗi một răng của nó là nó cái tay cầm này nó phải đưa qua cái góc rất là rộng ha. Còn cái này thì nó nhỏ thôi. Nhích nhẹ thôi ha. Là có thể mình có thể dặn được ha. 2 ly 7 cây này dài tầm 2.5 ha. 2.5 á, còn đẹp, và bán combo này luôn nha, hai cây này luôn, mã số 0422 giá 450.000. Có mang dầu ép chú anh em, đó là một con này không biết chứ bằng con gì vậy, Santa Cruz á, nhỏ à. Con này như bằng thép giấy xanh hay sao này. Thép giấy xanh, thép ghép nha chú anh em, ghép nha, lưỡi ghép này ha. Cái này còn mới, còn cán gắn gỗ á, không nhựa thôi nha, còn khá là mới nha. Cái này chiều dài lưỡi của nó là tấc mốt á, chiều dài lưỡi tấc mốt, bản rộng là 3.5 phân. Nó dài nguyên cây là 2.3 ha. Nguyên cây 2.3. Cái sống của nó là nó ở trong trong chui là nó dày, nó rút mỏng ra, mỏng lét ra ngoài ha. Trong chui này nó dày 2.5 ly. Trong chui này dày 2.5 ly ha, mỏng dần ra. Mỏng dần ra ngoài còn tầm ly à. Ly ha. Em mài cá là bán nè chú anh em. Tích giấy báo. Cá bán thôi nha. Giờ chú anh em muốn mài lại mài ha. Hai
hai mặt lưỡi nha chú anh em, con này là hai mặt lưỡi nha. Đây là mã số 0423 ha, giá 250. Đây là một con này là con thép công rỉ á. Frozen cấp. Thép công rỉ có gờ chống dính nè, với lại mấy cái lỗ á, chống dính á. Cán này em làm lại nè. Cán gõ đỏ ha. Chốt inox của nó luôn. Chốt inox của nó ha. Cái này còn sáng đẹp. Mũi nó dính dính lên vậy ha. Cái chiều dài lưỡi thì tấc 8. Tấc 8 ha. Bản lưỡi là 4/8. Độ dày tầm ly rưỡi ha. Gần 2 ly á. Gần 2 ly. Ly 8 ha. Rồi em mài bén rồi nha chú anh em. Về chú anh em xài đó. Mài khá bén rồi. Rồi con này mã số 0424 á. Giá 250. Rồi tiếp theo là em bán cặp luôn. Tại vì con này, hai con này nó cùng một thương hiệu chú anh em. Một con gọt trái cây với là một con cũng xanh tư cu nè, cắt thái đa năng ha. Nó cùng một thương hiệu này nè. Này dập chìm á. Đó, nó cũng có cái gờ chống dính nè, cũng có mấy lỗ chống dính ha. Cán này cũng cán em lên, cán gõ đỏ luôn nha. Ha. Chốt cũng là chốt inox luôn. Cán gõ đỏ nha. Vô keo AB hết rồi. Giao em lên cán là em vô keo AB hết ha. Con này chiều dài lưỡi nó cũng tấc 8 nè. 18 ha. Bản rộng thì 4/7. Độ dày thì mỏng nè. Con này độ dày tầm ly à. Ly rưỡi, ly 7 à. Ly rưỡi ha. Ly rưỡi. Sáng đẹp. Rồi con nhỏ, con gọt trái cây nè, cùng thương hiệu nó luôn ha. Con này thì cán nó nguyên bản của nó, cán nó còn mới còn đẹp, liền lạc cho nên em cũng không có làm lại ha. Con này thì chiều dài lưỡi tầm tấc 2 á, tấc 2. Bản lưỡi của nó là 2/7. Cái tầm ly à. Ly ly 2 ha. Mài cá bán hết rồi nha chú anh em. Lưỡi nè. Còn mới lắm, hai cây này còn mới lắm ha. Mài bán như mấy cây kia hết rồi ha. Rồi em bán combo hai con này. 0425 giá 350. Rồi tiếp theo cũng có hai con luôn. Đó, một con cũng xanh tục cu nè. Nhưng mà mũi vấm á, mũi vấm. Cũng một con Betty nè. Con gọt trái cây ha. Con này là nó có thương hiệu là Super. Nó Super nhưng mà nó có ve. Vệ sinh nó bay rồi. Con này em cũng lên cán lại ha. À, hai chút đồng, cán gõ đỏ. À, đùi cũng có cái phen đồng ha. Vô keo hết rồi ha. Con này thì chiều dài lưỡi 15 năm ha. Bản lưỡi thì 4 phân. Về tầm ly rưỡi ha. Ly rưỡi. Rưỡi em mài đầu lại hết rồi ha.
con này hình như là ba lớp hay gì, thôi cứ cho là thép không rỉ đi. Rồi với lại một con gọt trái cây nè, con gọt trái cây này là của Victorinox nè, Victorinox nè, trắng nhựa Speedmate nè, Speedmate nè, xinh trắng nè. Còn khá là đẹp. Con này chiều dài lưỡi nó là 1 tấc. Bản lưỡi cũng tầm con 7 á. Con 7 á hả? Chiều dài tầm ly á. Tầm ly thôi. Lưỡi em cũng mài bén lại ha. Tôi đi nóc. Rồi hai con này ha. Hai con này. Mà số 0426 á, 350 luôn. Cái này là một con dao này không biết kêu bằng dao gì nữa. À, cái thế nó vậy để cho các anh em. Dao full carbon nha. Full carbon. Nó thế nó vậy đây. Em lên cán nha. Cán cỏ đỏ hai chốt đồng. Full tan luôn ha. Full tan luôn. Full carbon nha. Đây thương hiệu nó đấy. Bên đây nó có dập mấy cái gì nữa, mấy dòng chữ 2K100 ha. Cái này là nó quát mép bên sử dụng tay phải nha chú bác anh em, sử dụng tay phải nha, quát một mép ha, giống như con dao lốc á, dao phi lê vậy. Con này chiều dài lưỡi nó là 11,5 ha. Cái bản to nhất của nó đây là 3/1 à. Độ dày thì nó dày ở trong chui này là 2,5 ly nè. Mỏng ra ngoài thì còn tầm ly 2 ly 3 ha. Full carbon nha chú bác anh em. Em mài lại rồi. Full carbon ha. Vô keo kích rịch luôn hết rồi. Rồi con này mã số là 0427 á. Giá 250. Tiếp theo em có một cái cây lít dao á, cây lít dao bằng sứ nha, lít dao bằng sứ á, đây để về đây, Greenstone Handy ha, lít dao bằng sứ nha chú bác nè, cán nhựa ha, chỉ để vậy thôi nha, còn không biết nó xuất xứ ở đâu, em cũng không biết nữa. Cây này hàng xài lướt nha, hàng xài lướt, cán nhựa còn liên lạc hết á. Để xài họ cột dây luôn. Cái này rất là to luôn. Nó tới 15 ly á, 15 ly phân rưỡi á. Phi của nó. Rồi cái phần liếc của nó là hơn 2 tấc 3 ha, hơn 2 tấc 3. Cái dài nguyên cây là 3 tấc 4. Hàng xài lướt nha chú anh em, rất là mịn. Em đã liếc thử rồi. Liếc thử rồi. Rất là bán. Cái sứ này là nó chỉ cái độ cứng nó chỉ sao kim cương thôi. Độ cứng chỉ sao kim cương nha chú anh em. Nó cứng hơn cái vỏ thép nha. Cứng hơn lít dao của thép á. Hàng xài lướt à. Không tì vết luôn, có mấy cái dấu kiểu như liếc á. Này em cũng có lấy em liếc thử nè. Này có cái ngán. Công anh ổng bán thịt heo ngoài chợ, ổng muốn xài cây này nè. Biết rất là ngon. Rồi cây này mã số 0428, giá 450. Rồi nay em lại về cái combo đá mài với lại cái kẹp đá mài ha.
của đá mài của Makita ha. Thì đây là viên đá mài nước nha, kích thước của nó đây dài 1.5 inch ha, rộng 7 phân và dày 2 phân ha. Đá này là đá xài cho thị trường Mỹ nha, Makita ha, Japan. Cái này độ mịn của nó là 1200 nha chú bác anh em, độ mịn là 1200 ha, Makita ha. Đây là đá mới chưa xài nha, chú anh em về xài thì ngâm nước 2 phút á, ngâm nước 2 phút rồi mình xài ha. Màu xanh xanh nước biển ha. Đây hướng dẫn sử dụng. Độ mình 1200 thì chú bác anh em mình xài gia đình đó. Là khi mà mình đã mài qua cái viên đá đá phá. Đá phá tầm 100 mấy 200 á. Hoặc là 300 400 gì đó mình phá xong rồi mình mài qua viên này là nó bén. Bén là bén chứ bằng bén ngót á. Rồi cái kẹp đá em hay bán nè, nay em lại về nè. Thì cái kẹp đá này, cái kích thước cái kẹp đá này em nói về cái vật liệu nó trước. Mấy cái chi tiết kim loại này là bằng inox 304 á. Tất cả đều bằng inox 304 hết á. Ốc chuồng rồi nè, lông đền rồi các thứ. Rồi bốn con ốc chân cũng vậy, bằng inox 304. Còn cái phần này là fit á, fit vật liệu tổng hợp chống nước, chống cách điện, chống cháy ha. Rồi cái kích thước của nó là cái chiều ngang của nó là 1 tấc nha. Chiều dài là nó kẹp tối đa là cái viên đá có đồ có chiều dài là 2.1 tấc ha. Nó có gờ nè, mình để viên đá lên đây. Viên đá dài ngắn thì mình cứ điều chỉnh nó ra vô ha. Rồi mình dặn hai ốc chuồng là mình siết lại ha. Siết lại nha. Em cũng xài một cái này á, xài nước mà em dục nó rồi không bao giờ thấy nó xét. Rồi bốn cái chân đế nó là cái cao su chống trượt ha, có vân chống trượt, vân tròn đồng tâm á, chống trượt ha, inox. Thì cái này mà mình để lên nền á thì nó cao lên khỏi mặt đất là 6 phân ha, cao lên khỏi mặt đất là 6 phân, tức là từ cái mí dưới của viên đá tới mặt đất là 6 phân. Rồi bán combo này á, viên đá với lại cái kẹp đá. Giá cũng như cũ nha chú anh em. Mã số là 0429, giá 350.000. Rồi nay em lên bao nhiêu đây nha? Chú anh em cần gì thì nhắn tin hoặc là điện thoại cho em á. Rồi cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.